anh nhà em già nhá, qua mở lên chơi ăn Tết. Em ăn tay vào đây cho em với. Chào bác nha. Chào anh nha. Gọi giờ không thấy chưa là thế nào nhỉ? Dạ quá. Đang nấu món gì đây? Đang luộc trứng á. Làm gì hôm nay còn giang hơn đấy. Lạnh hơn đổ, hôm qua 16 độ ấy. Hôm qua 16 à? Thế thì hôm qua ông... Úi dồi ôi, thịt treo nhiều thế. Ôi, khách tiêu mổ nó một con à? Mổ một con, khách tiêu mổ một con mà. Có cả cái thịt. Cáo gì? Cáo sừng á? Đâu? Nó phải bắt cáo. Cáo mà báo si về thôi. Đây á, cái này á. Cái này là thịt cáo à? Si về là thuốc. Thuốc đó. Ăn được không? Được mà. Sao mà được. Mình bỏ xuống ăn luôn chứ còn gì nữa. Ăn luôn á. Chưa khối này ăn được mà. Cứ kiểu thịt bò chưa khôn mình ăn. Ăn sống rồi. Ăn sống á? Như này thì ăn sống á? Thôi. Cái này là chế biến kiểu gì chứ. Ăn sống được mà. Úi dồi. Cái này nguyên lông à? Cảm lông, cạo chưa sạch. Hả? Hôm nào bỏ ra ăn là phải thui lại đấy. Đốt lại. Úi dồi. Này xong bỏ ra đốt lại á? Cả đầu cả lưỡi luôn à? Treo vâng. Cả đầu cả lưỡi luôn à? Chưa khô mới ngon chứ. Hả? Mình chưa khô sau này mình ăn mới ngon. Ngon á? Như này anh nhìn thấy thôi. Cái đầu lợn mình bụng ra xong là mình ngâm muối vào chiên lên để sau này mình ăn ngon. Sau này làm nương ăn ngon. Làm nương đúng không? Cả lòng à, lòng cuốn hết trên này à? Vâng. Lòng dài, lòng non này, lòng phá, lòng non. Quế chế kia cho nó khô. Lòng cuốn hết vào đây á? Vâng. Ui dồi. Con này tự mổ à già? Tự mổ á. Hả? Họ nó mua một nửa, để một nửa. À. Thế là treo từ hôm bao nhiêu? Treo từ hôm 24 rồi á? À. Thế còn làm sự treo sớm hơn cả nhà Ly. Nhà Ly còn mấy cân? Còn nhiều bằng ngày không? Ít rồi. Sắp hết rồi. Sắp hết rồi á? Tập yên không? Ui cả chân giò luôn à? Treo cả chân giò à? Hai cái làm đấy 10 mân cơ rồi. Ồ. Cả hai cái giò. Mẹ cứ thà này rồi thà nọ kia rồi lại đi sau. Cái đây không vào đến. Ui còn cả trên này nữa mà cái này khô quá rồi, phải cất à? Dạ. Cái này khô quá là cất đi à? Con bán nó cất lên trên sao? Thì cất lên trên cho nó đây. Ui dồi. Cái này lông lá vẫn còn nguyên rồi. Ghê quá nhỉ, treo. Nó cái tẩy nhớ về cầu trên. Có mà ăn lại đến
đến đi tiếp sang năm mới. Để làm lương thì hai bữa thôi. Làm lương hai bữa hết luôn á. Cả mật cả miết treo kìa. Đây. Làm lương thì cáo thì tiếc kìa. Để quá nhỉ. Làm nưa phải dơ từ từ khoảng 31 người, 30-40 người là dạ một yến thịt rồi. Đây là vợ già đây à? Hả? Hả? Vợ già đây à? Ờ. Già này là một vợ chứ phải không? Một thôi. À. Một thôi. Một thôi. Một thôi. Một một đã gần chết rồi còn hai còn xương không. Ê, mà ly này vẫn khỏe béo tốt. một vợ mình không sát chết đến nơi. Không đáng chơi. Không đáng chơi. Hôm nay sao cho vui vậy? Ngóc nhìn hình dạng. Cái gì đấy? Ốc thủng đổ. Gỗ thông đỏ à? Ở đâu? Làm gì đấy ăn lẩu à? Dạ. À. Ăn lẩu chả có rau gì mà ăn lẩu. Măng xào thịt treo à? Hả? Xào nguyên. Điện ở đây có đủ để xào không? Có. Điện nó hai dây mà. Ờ. Chế cả hai dây không sơ để. Sợ điện yếu à? Điện nó khỏe mà. Cô mấy chắc á. Cô mấy ngày bắt tàu. Bếp lò này chắc là đắp lâu lắm rồi ấy nhỉ, già nhỉ? Bếp lò đắp lâu lắm rồi ấy nhỉ? Lâu rồi. 5 năm. 5 năm nhỉ? Đây, thay cái mới. Ôi. Tí ăn luôn ở dưới này đi. Đã? Ăn luôn ở dưới này cho ấm. Ăn đây cũng được mà. Ừ, rét lắm trên nhà, rét lắm. Mà cái bà cái kia vào đây cũng được. Ừ. Nhà kia nó rét quá. Ừ, trên dưới rét lắm. Cái mà xào vào trong bếp củi này cho nhanh ra. Cái kia xào đấy thì nó nhanh hơn bếp đậu nhiều. Cái kia cũng nhanh hơn á. Xào cái đậu này. À. Thế xào đi, xào đậu đi. Bếp bếp đấy kìa mà. Đều đa dựa cái lu. Anh Hải ơi. Đây là mỡ của con mèo đây à? Con cáo này. Đâu? Đây này phải ừ, lợn đây là cái này cơ mà đây cơ mà lợn. Đây cơ mà mật đây vẫn là lợn hết. Thế còn đây mỗi con cáo đây thôi gì đây. Lòng của nó đây nữa à? Lòng cáo đây à? Đâu lòng với lòng lợn cái này cả lợn chỉ là luộc qua thôi. Đúng rồi, nấu canh thôi, nấu bát canh thôi. Đúng rồi, nấu nhiều rau vào. Nấu canh đi, nấu canh đi. Nấu canh. Đừng xào. Ờ, đừng xào nữa, đừng xào nữa, sợ mà. Sợ xào mà. Ờ, nấu canh đừng cho mỡ. Ờ, chỉ muối. Cho nguyên muối thôi. Cho muối thôi. Mới cho đi, cho đây nào. Cái này nó nhanh mà. Ờ, đây, nấu luôn đây đi. Hai bếp. Đâu được mà. Bên đấy xào măng, bên đấy. Cái nồi này, cái chảo này nhanh thật nè. Nhanh mà. Nhanh làm sao mà cái bếp công nghiệp này được. Bếp này mạnh. Hỏa lực. Không, bếp cái nó nổ cái nó nhanh mà. Đây toàn buộc bằng cái dây sắm dây chứ. Dây gì chỉ có, mình là nấu gạo chỉ được 5 phút thôi.
5 phút được chín gạo rồi mà. Có áo cá đây này. Có áo cá. Chứ ông Ngàn. Tưởng áo cá. Ông này áo cá thì còn lo mới để ăn. Mấy chị nó làm tỉnh tán nè. Mấy kia nè, nó mấy kia nè. Còn lúc nó xuống thì hả? Ôi, nó tròn dễ rồi. Nó cái mà tổng ní. Đồng con tay. Ủa tôi là tên tổ, ốc xe tên ní. Còn tôi hát lửng cái xác của tao chứ. Ừ. Đây tôi lấy nhau thì chị nói cho chả. Ôi giờ mua thế nào này con? Mua chị chiếu lục. Nó mỏ mà. Mỏ cái tao mà. Tao mà nó chiếu mà chị chiếu. Bà bảo là anh em mình ở đây thì anh mình chơi. Xong là đi ăn cơm cùng em già. Bà lại đi chơi Tết một tí. À vâng vâng. Bà đi chơi Tết tận đâu? Đó, lên nhân đây rồi. Tận ngã cả. Bà đi chữa bệnh cho cú. Chữa bệnh á? Đi chữa bệnh. Bà biết chữa bệnh à? Biết rồi. Ồ đấy, bà là thầy thuốc đấy. Thầy thuốc gì nhỉ? Thầy thuốc Nam. Thầy thuốc Nam à? Ờ. Chữa bệnh gì? Bệnh gì bà xem mà biết là mà chữa. Chạm bị lao đi chữa được. Ờ. À thầy thuốc à? Vâng. À thế à. Bệnh gì chữa được à? Từ lúc mà bà có 30 tuổi bà biết chữa bệnh như trẻ con. Biết chữa bệnh từ lúc 30 tuổi á? Vâng. Ờ. Nó từ đau ốm nó từ tiện đi tìm thuốc về chữa nó mà. Nó chữa nó khỏi rồi nó đi chữa người ta chứ. À. Mình chữa mẹ khỏi mình sao cứ gọi là nó. Sao mẹ cứ gọi là nó đấy đấy. Nói điều mà mẹ hay câu như nhau mà. Nó với cả mẹ là như nhau á? Làm gì có chuyện. Sau giờ là nó khát tự tắt điện. Cái món này thật, con này nó trông muối nhiều quá. Không, lạnh lạnh như này ăn muối nhiều thì nó ngon. Giống ông chứ bảo ăn nhiều muối cho có sữa. Ăn nhiều muối có sữa. Ông chứ ông già bảo thế rồi. Ăn nhiều muối cho có sữa phải không già? Nhiều muối thì không sướng được. Ăn nhiều muối nó còn khổ ra. Ăn nhiều muối chán. Chắc cùng này tí nữa ai ăn. Thôi cất còng đi để cho trẻ con. Còng để con trẻ con. Mình chỉ ăn chân cổ cánh thôi. Chân cổ cánh là nhấn rượu mà. Rồi. Món gì đấy? Món thịt chiêu. À thịt chiêu nấu trong này à? Nấu như kiểu nấu thắng cố ấy. Luộc à? Thịt mông mà. À. Xong làm cái thịt đầu rồi để ăn. Bảo ngay xong làm cái thịt đầu rồi để ăn. Thịt đầu. Thịt đầu là để cúng à? Vâng, để cúng. Không được ăn à? Chỉ được ăn thịt mông thôi à? Thịt mông này thôi. Thì Tết phải ăn chỗ ngon trước phải không? Khi nào đi làm nương thì mới ăn đến thịt béo phải không? Đúng rồi. Đi có cái thịt béo anh mang về làm. Không, anh mang về gì trêu thế thôi. Loại này anh không thể chém được rồi. Anh mang về anh phải mang một tiếng cơ. Con nanh rồi đấy, con này con nanh rồi đấy. Ừ, có rồi mà, con nanh rồi. Lưỡi nó chả khô đét rồi đây. Khô hết rồi. Đây trên này một mảnh đầu nữa. Mấy hôm nọ nắng thì cũng lo phết đấy nhỉ. Sợ hỏng. Ờ. Ừ. Sợ hỏng không? Treo khô này rồi, còn làm sao hỏng được. Ừ. Khô rồi không biết hỏng. Mấy đứa trong ý thì xe tả ra. Đây là nấu tiếp gì đây? Đi. Có hỏi gì? Ui dụ chân lọc. Mày mến. Đồ mén. À, mùi mén. Nó muộn rồi. À. Nó nóng tí. À. Mùi mén đây. Đấy. 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 Cái này không có vung để đậy vào à? Vung ở đâu? Vung ở đâu?
Vợ già này có hơn tuổi không? Vợ em có hơn tuổi em không? Hơn 1 tuổi. 87 à? 87. Em là 88, vợ là 87. À. Chú lại già xong rồi lái máy bay nữa. Thế là ở nhà là gọi bằng chị em đó chứ. Thế thôi. Đi ngoài thì ra ngoài thì vẫn gọi là vợ chồng, nhưng mà về đến nhà thì gọi là chị em. Chị em. Nó Hải ơi. Đây được. Ly em có gọi gì không? Vợ có hơn tuổi không? À vợ kém tuổi thì là anh em. Vợ hơn tuổi là phải gọi là chị em. Trước mình về Hà Giang có một Hà đi nó. Cái gì đấy? Ly. Hả? Cái gì đấy? Trứng. Trứng luộc trong đấy á? Ờ. Trứng ấm á. Hả? Luộc ở ấm á? Trứng ấm. Có một Hà đậu. Mình luộc chưa? Đã luộc chưa? Vừa rồi. Ờ. Ngân đi xong bỏ về thôi. À, ăn cơm với hạt hạt dưa nó cả. Đó chứ. Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Tính xem mày bao nhiêu tuổi mày gọi tao là em. Thế mình đâu phải là. Thì thường em đi 80 gái. Cho thêm ra ít hạt hướng dương quá. Ăn nhiều thế à? Thế thôi, tí nữa lại. Xỉu à? Ăn hết xong lại mất. Ăn hết lại tiếp. Không mất. Ăn Tết là phải có hạt hướng dương rồi. Tết chỉ có thế thôi. Hạt hướng dương là người ta nó bảo là người ta bảo là cái đồ nhai rượu. Đúng rồi. Đồ nhai rượu. Lúc đầu thì còn cắn sau ăn luôn cả vỏ. Cái bát ở dưới Phú Thọ. Cái bát ở bát Phú Thọ. À bát ngày xưa đi bộ đội đấy à? À em ơi. Đâu sao nào? Cầm về đấy. À cầm về đấy à? Ngày xưa ở Phú Thọ đấy, đóng quân ở đấy à? Là 2007, sư đoàn 316 à? Sư 316, à. Tiểu đội 10. Tiểu đội 10. Thế là lấy về luôn à? Có cái bác của mình mới kỷ niệm chứ. Có bác về thì nó mới gọi là cái bác này, anh nào có cái bác này đâu. Ờ. Bộ đội mình có. Là ớt cho tí canh vào. Ờ. Đúng rồi, đúng rồi. Con dao hả? Chỗ đỏ. Ôi ngồi thôi, anh đang ngồi thôi. Ờ, không còn ai nữa à? À? Có tuổi nữa mà. Tuổi đâu? Đi vào lồng váy. Có vào không? Đi về kia, chúng biết rồi sai đi nữa. Hai tủa cũng say rồi. Chưa. Qua tủa nó uống ít thôi phải không? Ít mà. Say luôn. Không cho muối vào? Có. Cho vào dã thôi chứ. Có dã. Có dã. Mày có về không ấy? Để. Mày về luôn đi. Đừng có cho mình chính em nhé. Không cho đâu. Nó hài luôn. Rồi. Để nó vào. Thì cho ít như cái nào đấy. Vậy là cho mà. Sao sao? Ồ, bây giờ dọn trong một lô to lỗ thì ăn cho ăn tốt tươi. Đơn giản. Lại làm trứng vỡ đấy. Đi buôn thì lại sợ trứng vỡ. Buôn sợ trứng vỡ. À, trả điện thoại em này. Buôn trứng vịt lộn được mấy hôm nó nóng quá nở hết ra thành con. Thành con. Trên này dẹp thật. Lạnh nào, trên này lạnh mà. Trên này lạnh chứ, cái nhiều. Trên này nó lạnh hơn dưới huyện. Ôi, xoay lạnh. Trên này nhau mấy độ. Ờ. Mới chật đau hả? Còn là mấy chút thua đó đủ. Mới chật đau. Chỗ đúng, chỗ đau cũng được. Mới thật sự. Bắt nóng được mà. Không được nhưng mà. Cái lạc thuốc nó. Đề quá. Nó có mỏ này mày. Thì cho anh phá cái chật chám một tí. Cái nào? Ôi, cái nào cũng được mà, bát nào cũng được. Anh cứ bát đen đen anh ăn. Bát này người ta nấu thuốc ấy. Thuốc à? Ừ. À. Anh phải là anh nấu thuốc này lạ không ăn được. Trên này chứ.
Không, ngồi đâu được, ăn cơm ngồi đâu được. anh ngồi đây thôi, anh ngồi đây cho gần lửa. Anh Hạnh ngồi trên này đi. Đây, anh ngồi đây được rồi. Ra điểm em, ăn cơm, nó mỏ. Anh Hạnh ngồi trên này. À. Chưa được à? Tí nữa, tí nữa. Ôi, uống cả rượu á? Mời đi ăn cơm mà có phải mời lên uống rượu đâu. Mời tên chén rượu chứ. Ôi ôi, tên không có gì chén rượu. Nhưng mà bảo là mời đi ăn cơm thôi. Mời đi ăn cơm thì mới uống rượu mà. Thế là mời cả ăn lẫn uống. Lần sau rồi bảo là em mời mời lên ăn cơm và cả uống rượu. Cả ăn cả uống. Như thế. Ly không có mũ đồi à? Mấy cái chén chưa mang. Không. Không chơi mũ đồi à? Trước chơi bằng cái đi uống rượu đéo biết khẩn nào nhạt mẹ đi được. Bao tiền đợt đấy cái đấy bao tiền? 3 triệu mấy. 3 triệu mấy á? Bạn gái của anh Hải đấy không? Anh Hải được mới mà. Bỏ cái của anh Hải xuống xem có giống cái anh chú biết xem mũ đồi không? Không. Xem chị biết. Mà con còn nguyên. Này nó khác cái mà giống như cái ông nọ cái đỏ kia. À. Ừ. Cúc quân cầu à? Phải không? Đúng rồi, cúc quân cầu. Ừ. Cái này là gì? Cái này á? Cái này là cũng không biết gọi là gì. Pele à? Già có mũ đồi không? Không có đâu. 30 triệu đấy. Kể cả ngày xưa mình nghèo mấy cũng có. Bằng một con bò đấy, mũ bằng của anh Hải bò. Này. Bằng một con bò ấy. Ờ. Có bò nuôi mấy năm liền. Là có bò to ấy. Ờ. 30 triệu mày mua ban nuôi 3 năm rồi chắc có không lớn chứ không đến 30 triệu. Đùa đâu hết rồi. Được chứ, sao được. Mất đầu. Hao này. Mũ đồi của anh Hải là đang đội hẳn con bò trên đầu ấy, con bò to. Đúng rồi. Cứ đi đâu là có nghĩa là mình phải nhớ con bò này mình. Không nó nhặt mất thì lại. Nhặt mất. Mày cứ đi vào xong là vứt trong vứt chê xe xem một lúc là hết nhạc ngay. Mà mình uống rượu say là ngủ ngay được á, người ta về người ta mới nằm ngay. Thế chú say đã bao giờ say ngủ ngoài đường chưa? Không. Chưa bao giờ đâu gì. Chết, thế thì anh để xe của anh ngoài đường kia và ngủ ăn cơm này họ có lấy đi không đấy? Xe thì không lấy. Anh cứ để mũ đấy xem đi có người lấy không. 30 triệu cho mất hút. Xe là người ta không lấy chết nhiều, nhưng mà ba đen người ta vẫn lấy nhiều lắm. Bên lồng vái này lấy 2 cái rồi. Tôi tủa đây chứ. Tủa chưa? Tủa ăn cơm. Nó nói anh nhìn này, không tim anh nhìn nhá, ăn hết. Để chỗ huyện. Về rửa bát. Bên về sau rửa bát. Sau chỉ rửa bát thôi. Dùng mâm. Bên cái chỗ mà. Cái này thịt gà này chưa phải đen lắm nhỉ? Chuyện tiền. Bên Hội Phúc đây, lấy chám. Con mẹ nó đen nhưng mà con trống nó thịt trắng, trắng à, thịt trắng à, thế là lai ra là đen trắng. Thế rồi hôm nào phải lai con đỏ trắng đi. Thế con đỏ trắng đỏ đen ấy. Ơ vợ đâu? Ôi trời ơi, nó muốn nên bé hầu bé hầu con là tạng không bị yên đặt cả luôn cái họ ta chỉ giữ gì á. Nó chờ 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 có chờ rượu vào đấy à? Sao rượu rót vào phích đi cho ấm. Ấm ông chè đun đun lên cho ấm. Không phải. Không phải. Xích chặt. Chỉ là rượu nhà Ly là lại có cái bát gỗ đây. Cái này không ra nhà ô. Ấy à, đổ cái rồi. Có phải mới nắp đâu. À được được được. Đây, hầu chơi, hầu chơi. Đầy quá. Hầu chơi, hầu chơi, hầu chơi. Hầu chơi. Hầu chơi, hầu chơi. Sáng nay còn đi ăn mà mong còn đi lồng váy kia vừa về. Ui rồi. Ăn hai mâm rồi. Lại ui rồi. Bốn chén. Đi ăn hai mâm rồi á? À? Ly hai mâm rồi. Già mấy mâm? Một thôi. Một mâm à? Một bốn chén. Bốn chén. Sao? Thế thì bây giờ tí nữa bây giờ bảy mâm này nữa làm sao được nè?
được mong nào một ngày nó ăn nào xong được đây. mong bốn chén hôm qua bảo em mới bữa trước rồi đấy mâm nào cũng bốn chén à vâng mâm nào bốn chén chỉ là bốn chén thôi à uống nhiều sai không đeo được tính hết rồi à nào điểm em đấy mời anh Thái nhá đó chơi chào tí lò xuân năm mới mà anh em nói vào đây chơi nhưng mà không có gì. Đây mì làm chén rượu xong có gì trứng này thịt này thịt gà này út rồi đầy món thế này rồi mấy ngày nữa là bọn em đi cùng quốc để làm nưa thôi chỉ có chưa mấy ngày nữa thôi ba giờ đi làm nương nhỉ mùng mười là bắt đầu đi làm nương hết rồi nhỉ bắt đầu đi làm nương quá mà anh nặng quá ôi nếu nặng quá thì phải cho nó lọc vào đi lọc cho cái loại nhảy mà thế lấy loại nhẹ uống loại nhẹ đi lấy chân ra hả nhẹ ôi sao tôi nặng 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 không sợ bao nhiêu tôi chan tí canh vào cho loãng ra hai mấy đổ mà uống đi đổ luôn làm gì hai mấy độ mà em bảo nặng rồi cái này cho 30 không nặng mấy mà bình thường như thế này nặng quá phải ba vào tê hết lưỡi vào nặng quá nặng quá lần này một ca của nó bảo hết ngực năm mấy độ đấy. Ui ôi thôi, năm mấy độ. Chín hết thịt. Nhưng mà đây họ toàn mua cái rượu nã này về ngâm thuốc. Được. Đừng gấp anh ăn gì anh không gấp. Ăn gì anh không gấp. À cho khỏe chứ. À cho khỏe thì xong sang năm mình nuôi gà mới lớn chứ. Đây là. À không biết sang năm nuôi không lớn được. Tết mới thì mình phải ăn hết. Ăn như thịt treo ấy nhỉ? Dạ. Yeah. Ăn như thịt treo nhỉ? Ăn như thịt treo. Ăn như thịt treo đúng là thịt treo. Đâu tưởng ăn như thịt bò treo chứ. Thịt treo. Ấy, thằng nào ấy? Em biết tủa. À. Quay vòng giỏ dế này mệt lắm. Nên giỏ dế là giỏ dế quay hay là không quay vòng kia quay vòng nữa. Hai chế liền. Hai chén này quay giỏ dế à? Đó một chén mà, chén kia chén rót. Chén rót đấy. Ây dồi. Làm quả trứng gõ chán bát rồi. Dạ. À được. Chú đang nóng rồi. Đây. Anh. Đâu, giá đập nào? Đập đi. Anh giá. Không đau đâu. Ly đập nào. anh đập nào. Anh à. Không phải. U đi đập đầu nhọn này, đập đầu này thôi. Đấy. Đập đầu nhỏ đau thật. Ừ. Rồi, nốt chén này nhá. Đi sau giờ là ly. Ra nhà nội nhà kia nữa thì em không ép nó. Đúng rồi, đi mua nhà một tí thôi. Nhà một tí mới được. Nếu mà nhà uống nhiều, giải sang nhà kia không được. Đúng rồi. Nếu mà lên đây chơi một nhà của em thôi thì là từ giờ đến chiều luôn. Đúng rồi. Nhưng mà còn đi nhà chú Ly chơi nữa. Đâm ra là đi sang bên kia làm một hai ly. Ờ, bù chê nhá. À. Rất cảm ơn nhé. À, rồi. Rất cảm ơn chúc Tết với anh. Rồi. Cảm ơn em nhá. Ok. Em rất phục vụ. Ok. Bù chơi nhá. Bà chú nhá. À cho bạn nhá. Bù chơi nhá. Ừ, tao là mày. Chờ xa nha, chờ xa. Lào ra. Chia tay nhà em già, tôi lại di chuyển sang tiếp nhà em Ly, hai vợ ăn cơm Tết. Rét lắm. Bố tủa không đi à? Tủa nó về không nhỉ? Nó về.
Ui cái bể nước lạnh hết rồi này. Đông đông người dùng quá này. Chở xe nước cho á? Không chở à? Rét này chỉ có mỗi rau cải nhỉ? Rau cải thôi, rau cải thì sống nổi. Nếu mà cỏ voi thì ôi hỏng hết. Nhưng mà vợ Ly nấu cơm à? Ly. Ui giời. Chưa. Ngày hôm nay được ngày đi uống rượu. Anh nhìn cọ vo của bọn em rất khỏi luôn. Ờ, cọ vo chết hết rồi nhỉ? Chết, bò nó không được ăn tí nào. Ờ. Thế bây giờ bò đang ăn cái gì? Dạ, cỏ trên rừng rồi. Đi cắt cỏ trên rừng à? Trên rừng rồi. Cái cỏ mình trồng là chết hết khối hết thế này thì mình trồng này. Mình rất khỏi luôn. Ê, chúc mừng năm mới.